Trà My xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 10 phút vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Đan, Phó trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn sẽ cùng chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là bác sĩ Đan đến từ Bệnh viện Sanh Pôn. Và hôm nay rất vui được đến đây để chia sẻ với các bạn cái bệnh lý về tiêu hóa và hy vọng rằng qua chương trình này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về trong cái chẩn đoán cũng như điều trị các bệnh lý về tiêu hóa. Vâng, và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ liên quan đến một bệnh lý khá phổ biến ở vùng hậu môn, đó là bệnh áp xe hậu môn và giò hậu môn. Và trước khi bước vào phần chia sẻ của bác sĩ Đan thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip tình huống ngay sau đây. Áp xe hậu môn và rò hậu môn có thể được coi là hai giai đoạn của cùng một bệnh lý. Tuy nhiên, áp xe và rò hậu môn vẫn có những điểm phân biệt đặc trưng. Rò hậu môn nguy hiểm hơn áp xe hậu môn nhiều lần, do đó bệnh nhân cần điều trị bệnh ngay từ giai đoạn áp xe để tránh những biến chứng nguy hiểm. Ông Ngà nay đã ngoài 70 tuổi. Khoảng vài tháng gần đây, ông rất khó đi ngoài và mỗi lần đi ngoài ông đều cảm thấy bị đau hậu môn. Nhưng ông Ngà chỉ nghĩ mình bị táo bón do tuổi tác và cứ cố chịu đựng ngày qua ngày. Cho đến khoảng một tuần trở lại đây, cảm giác đau nhức vùng quanh hậu môn ngày càng nhiều hơn, đặc biệt mỗi khi ông ngồi xuống. Không những thế, ông Ngà còn sợ thấy khói căng nóng, bị sưng tấy vùng hậu môn. Thậm chí có lúc ông còn cảm thấy tình trạng chảy mủ, thỉnh thoảng người lại cảm thấy hơi ớn lạnh, nên ông chẳng thiết tha xem tivi như thường nhật nữa. Anh Phúc, con trai ông Ngà, để ý thấy bố có những biểu hiện mệt mỏi, ít ngồi xem tivi ngoài phòng khách như thường ngày thì rất lo lắng và liền hỏi han tình trạng của ông Ngà đang gặp phải. Trước sự quan tâm của con, ông Ngà lúc đầu tuy ái ngại nhưng sau đó ông chia sẻ vấn đề khó nói của mình. Anh Phúc nhận thấy tình trạng của bố cần phải thăm khám và đã đưa ông Ngà đến bệnh viện gặp bác sĩ. Sau khi qua thăm khám, ông Ngà được bác sĩ chẩn đoán bị áp xe hậu môn, nhưng rất may ông đã được đưa đến bệnh viện kịp thời trước khi tình trạng diễn biến trở nên nặng hơn. Vâng, thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là khái niệm áp xe hậu môn và giò hậu môn có nghĩa là gì ạ? Áp xe hậu môn và giò hậu môn nó là cái dạng bệnh lý khá phổ biến ở trong các bệnh lý tiêu hóa nói chung và đặc biệt là các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng nói riêng. Và trong các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng thì áp xe và giò hậu môn nó chỉ đứng hàng thứ hai sau bệnh trĩ thôi. Áp xe và giò đây bản chất nó là hai giai đoạn của cùng một cái bệnh lý. Và bản chất của nó là do những cái nhiễm khuẩn các cái tuyến hậu môn ở xung quanh hậu môn ấy. Và từ đấy nó sẽ tạo thành các ổ mủ, ổ viêm. Và khi mà ở giai đoạn mủ viêm này thì người ta gọi là áp xe cạnh hậu môn. Và sau đó các ổ mủ viêm nó vỡ ra, nó tạo thành các đường giò ra ngoài da ấy, và ở giai đoạn này thì là giai đoạn mạn tính và được gọi tên là bệnh giò hậu môn. Vậy cái quá trình hình thành ổ áp xe này diễn ra như thế nào ạ? Thì về mặt giải phẫu ấy, thì trong ống hậu môn của chúng ta nó có từ khoảng 6 đến 8 các cái tuyến hậu môn. Nó đổ trực tiếp vào trong lòng ống hậu môn ấy. Và khi mà các cái tuyến này nó bị nhiễm khuẩn thì nó sẽ tạo thành một cái ổ áp xe ở cạnh hậu môn. Và cái ổ áp xe này nó sẽ có xu hướng lan rộng và phát triển dần lên, khiến cho người bệnh có những cái triệu chứng như là đau nhức, sưng tấy cạnh hậu môn. Thì đây chính là cái giai đoạn cấp và người ta gọi tên là bệnh áp xe cạnh hậu môn. Vậy cái bệnh này thì có những cái triệu chứng điển hình gì để có thể báo cho người bệnh để họ có thể đến gặp bác sĩ kịp thời ạ? Thực ra thì cái triệu chứng chúng ta có thể chia thành hai nhóm, triệu chứng của áp xe cạnh hậu môn và triệu chứng của giò hậu môn. Thì cái triệu chứng của áp xe cạnh hậu môn đó là điển hình là bệnh nhân sẽ có biểu hiện đau nhức vùng quanh hậu môn vì là áp xe mà. Viêm tấy mà, đau nhức vùng quanh hậu môn. Và khi thăm khám hoặc thậm chí là bệnh nhân tự kiểm tra ấy, sẽ thấy một cái khối căng nóng, đỏ đau giống như một cái con nhọt ở vùng quanh rìa hậu môn ấy. Đấy là cái triệu chứng điển hình nhất của cái áp xe cạnh hậu môn. Và đặc biệt trong cái trường hợp áp xe nó lớn ấy, thì người bệnh có thể có biểu hiện tình trạng nhiễm trùng toàn thân, biểu hiện như là sốt, môi khô lưỡi bẩn, hoặc thậm chí một số trường hợp có thể bí đại tiện, bí tiểu tiện. Thì đấy là cái triệu chứng của áp xe cạnh hậu môn. Còn triệu chứng của giò hậu môn thì thường thường bệnh sẽ bắt đầu bằng cái giai đoạn áp xe, đúng không ạ? Sau đó áp xe này tự nó vỡ hoặc là được bác sĩ chích tháo mủ. Thì trên cái vùng da ở vùng quanh hậu môn sẽ có cái nốt viêm vùng da quanh hậu môn.
Và cái nốt viêm này thì nó cứ sưng tấy từng đợt, sau đó nó lại tự vỡ, chảy mủ, bệnh nhân lại đỡ đau. Nhưng sau một thời gian thì lại sưng tấy trở lại, và cái quá trình nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì là cái ổ viêm này nó có thể tự vỡ ra. Vậy trong trường hợp như vậy thì nó có thể tự khỏi không ạ? Về cái cơ chế bệnh sinh của bệnh áp xe và dò hậu môn ấy, bản chất là do viêm nhiễm các tuyến hậu môn ở vùng quanh hậu môn, đúng không ạ? Khi mà nó thành cái giai đoạn dò hậu môn ấy, thì có nghĩa là khi đó bệnh nhân đã có một cái đường thông thương giữa cái hậu môn và da ở vùng quanh hậu môn. Thì chính vì vậy cho nên là cái với những tổn thương như vậy thì bệnh sẽ không bao giờ có thể khỏi được, bởi vì là cái đường dò nó vẫn luôn luôn nằm ở đấy, và cái căn nguyên của bệnh nó vẫn luôn luôn nằm ở đấy, cho nên chúng ta sẽ không thể, bệnh sẽ không thể tự khỏi được. Vậy trong những cái trường hợp áp xe hậu môn hoặc dò hậu môn như vậy thì chúng ta có những cái phương pháp nào để có thể điều trị dứt điểm được ạ? Áp xe và dò hậu môn nó có rất nhiều các cái thể khác nhau, có thể thì đơn giản, có thể thì phức tạp, cũng có thể thì là vô cùng phức tạp với nhiều nhánh đường đi phức tạp. Thì để mà điều trị hiệu quả được bệnh thì chúng ta phải chẩn đoán được bệnh nó ở thể nào, nó ở thể đơn giản hay thể phức tạp, cái đường đi của các đường dò nó ra làm sao thì chúng ta mới có thể điều trị hiệu quả bệnh được. Cái phương pháp để điều trị bệnh áp xe và dò hậu môn đó là phẫu thuật, và phẫu thuật cho đến nay được coi là cái phương pháp điều trị duy nhất để có hy vọng là khỏi bệnh được. Và các cái phẫu thuật thì nó có những cái nguyên tắc cụ thể. Thứ nhất là phẫu thuật phải đảm bảo lấy được toàn bộ cái đường dò. Thứ hai là như chúng ta đã biết, bệnh dò hậu môn thì là nó lại liên quan rất mật thiết với cái vùng quanh hậu môn, đặc biệt là cơ thắt hậu môn, là cái cơ thắt mà giúp chúng ta có thể tự chủ được khi đi đại tiện, đúng không ạ? Và chính vì thế cho nên là chúng ta cũng luôn luôn phải tôn trọng cái cơ thắt hậu môn mà không làm tổn thương nó trong quá trình điều trị. Vì nếu mà chúng ta lấy hết đường dò nhưng mà làm tổn thương quá nhiều cơ thắt thì bệnh nhân có thể gây mất tự chủ sau phẫu thuật. Và cái nguyên tắc thứ ba trong phẫu thuật dò hậu môn đó là để lại sẹo nhỏ nhất có thể, để làm sao cho bệnh nhân đỡ đau, để làm sao cho bệnh nhân hồi phục sớm, và để làm sao cho sẹo sau mổ nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ cho người bệnh. Thì để mà đạt được ba cái yêu cầu trên thì trước khi điều trị chúng ta cần phải được thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để thăm khám lâm sàng, để làm các cái xét nghiệm cận lâm sàng, đặc biệt là chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán chính xác cái thể của áp xe cũng như thể của dò hậu môn. Từ đấy thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp phẫu thuật nó phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất cho người bệnh. Vâng, như bác sĩ chia sẻ thì phẫu thuật hiện là cái phương pháp duy nhất để điều trị dò hậu môn. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về chúng ta hiện nay thì có những cái phương pháp nào mới trong điều trị bệnh này ạ? Điều trị dò hậu môn ấy thì nó có rất nhiều các kỹ thuật, và các cái kỹ thuật đấy thông thường phẫu thuật viên sẽ dựa vào các cái hình thái của đường dò để lựa chọn các phương pháp điều trị phù hợp. Với những trường hợp dò đơn giản ấy, thì thông thường phẫu thuật nó không quá phức tạp, và kỹ thuật được lựa chọn là cái kỹ thuật là cắt mở đường dò. Chúng ta sẽ lấy toàn bộ đường dò bỏ đi để điều trị bệnh, và cái với cái kỹ thuật này thì tỷ lệ khỏi bệnh có thể lên đến 80-90%. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra đây là những cái trường hợp dò phức tạp, có nghĩa là dò xuyên cơ thắt cao, hoặc là dò có nhiều nhánh, hoặc là những trường hợp dò mà tái đi tái lại rất nhiều lần rồi, nghĩa là bệnh nhân đã mổ rất nhiều lần rồi. Thì trước đây thì phẫu thuật với những trường hợp này thì đó là một cái bài toán rất nan giải đối với phẫu thuật viên. Điều trị lấy hết đường dò thì có thể ảnh hưởng đến chức năng cơ thắt, mà điều trị bảo tồn cơ thắt thì lại không lấy hết được đường dò, và cái nguy cơ tái phát là rất cao. Thì trước đây với những trường hợp này thông thường bác sĩ có những cái kỹ thuật mổ mà hay áp dụng, đó là kỹ thuật thắt chun cao su. Tuy nhiên nó thường thường cái kỹ thuật này thường là để làm cho cái sẹo mổ nó là rất là lớn. Bệnh nhân thường là phải điều trị nhiều thì, chăm sóc vết mổ phức tạp và đau đớn kéo dài. Thì gần đây trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay chúng tôi ở bệnh viện Saint Paul cũng đã có những cái kỹ thuật mới trong cái điều trị dò hậu môn, mà đặc biệt là dò hậu môn phức tạp, với cái tiêu chí là tăng cái tỷ lệ khỏi bệnh nhưng mà giảm thiểu cái tỷ lệ sang chấn cái cơ thắt hậu môn để làm giảm cái tỷ lệ mất tự chủ sau mổ, đồng thời là làm sao để cái sẹo mổ nó có thể nhỏ nhất có thể để làm sao cho bệnh nhân có thể hồi phục sớm nhất. Và kỹ thuật tôi muốn nói đến đây đó là cái kỹ thuật mà gọi là phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong điều trị dò hậu môn. Đây là một kỹ thuật mới được phát triển ở Ý, và sau đó thì đã phát triển ra các
rất nhiều nước trên thế giới, và ở Việt Nam thì chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật này từ năm 2018 và đến nay thì cũng đã được phẫu thuật và thành công cho rất nhiều các cái trường hợp dò hậu môn, đặc biệt là những cái trường hợp dò hậu môn phức tạp. Cho cái tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao, đồng thời là cái tỷ lệ tổn thương cơ thắt gần như là 0%. Vâng, vậy nếu chúng ta điều trị bằng phương pháp này thì cái thời gian phục hồi của người bệnh trong khoảng bao lâu ạ? Cái thời gian phục hồi của bệnh nhân sau mổ dò hậu môn nó phụ thuộc vào cái vết thương để lại sau phẫu thuật. Bởi vì cái vết thương ở vùng hậu môn nó có cái đặc điểm riêng so với cái vết thương ở vùng khác, vì vùng này là vùng rất là bẩn. Cho nên với một cái vết thương lớn ở vùng hậu môn thì đòi hỏi thời gian hồi phục khá là lâu, có thể 4 tuần đến 6 tuần. Bệnh nhân đau đớn nhiều, chăm sóc vết mổ phức tạp và nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như là chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thì tuy nhiên với cái kỹ thuật mổ dò hậu môn nội soi này thì cái sẹo mổ của chúng tôi để lại nó chỉ khoảng tầm 1 phân đến 1 phân rưỡi thôi. Và chính vì vậy cho nên là sau mổ bệnh nhân khoảng sau 8 đến 12 tiếng bệnh nhân có thể ngồi dậy được, và sau 24 tiếng bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi. Và thông thường bệnh nhân của chúng tôi chỉ nằm viện 1 đến 2 ngày thôi để có thể ra viện và về tự chăm sóc tại nhà được. Vâng, vậy nếu mà trong những cái trường hợp mà áp xe hậu môn mà dò hậu môn không được điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến những cái biến chứng gì thưa bác sĩ? Cái áp xe hậu môn á thì nếu mà chúng ta không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì cái hậu quả phức tạp nhất của nó đó là cái ổ áp xe nó sẽ lan rộng. Và khi mà nó lan rộng như thế thì nó có một tỷ lệ nó sẽ là gây tình trạng nhiễm trùng toàn thân. Và cái điều này thì đặc biệt là rất nguy hiểm. Nó có thể làm cho bệnh nhân nhiễm trùng toàn thân và có thể gây nên cái hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là có ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Vậy nếu chúng ta đã điều trị bằng phương pháp phẫu thuật thì cái dò hậu môn nó có thể tái phát không ạ? Nhìn chung cái dò hậu môn là một cái bệnh lý mà có khả năng có nguy cơ tái phát. Cái tỷ lệ tái phát của nó phụ thuộc vào cái thể loại dò, đúng không ạ? Vì cái dạng với cái loại dò đơn giản ấy thì cái tỷ lệ tái phát nó sẽ thấp hơn. Với những cái loại dò phức tạp thì cái tỷ lệ tái phát nó sẽ cao hơn. Vậy sau khi mà chúng ta đã thực hiện phẫu thuật thì cái việc chăm sóc vết mổ sẽ được tiến hành như thế nào ạ? Sau mổ á thì tốt nhất là các bạn phải được hướng dẫn bởi một cái bạn kỹ thuật viên, nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp, thì các bạn sẽ hướng dẫn cho các bệnh nhân thời gian thay băng, cái hình thức thay băng để đảm bảo làm sao cho cái vết mổ nó mau lành và tăng cái tỷ lệ khỏi bệnh. Cái yếu tố thứ hai nó ảnh hưởng đến cái kết quả vấn đề thay băng ở đây đó là cái sẹo mổ như tôi vừa trình bày đó. Thì vì cái vùng mổ, vùng hậu môn là một cái vết mổ rất bẩn. Cho nên nếu mà cái phẫu thuật mà những cái phẫu thuật kỹ thuật kinh điển á, thường thường nó để lại cái sẹo mổ rất lớn. Và chính vì thế cái công tác chăm sóc sau mổ vô cùng phức tạp, bệnh nhân đau nhiều. Chăm sóc vệ sinh vết mổ mất thời gian và khó khăn. Và thời gian lành vết thương thì rất lâu, có khi 6 đến 4 tuần đến 6 tuần. Ngày nay thì với cái kỹ thuật mổ dò hậu môn nội soi ấy, thì cái sẹo mổ nó chỉ khoảng tầm 1 phân đến 1 phân rưỡi thôi. Thì cái vấn đề chăm sóc sau mổ nó đơn giản hơn rất nhiều. Bệnh nhân đỡ đau hơn và cũng ít ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đồng thời cái sẹo mổ nó sẽ liền được sớm hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Đan. Và hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Đan thì chúng ta đã hiểu hơn về bệnh lý áp xe hậu môn và dò hậu môn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đan đã đến với chương trình Nhật ký hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.